Thưa quý vị, chúng tôi xin chia sẻ một bài viết mới nhất của nghệ sĩ Lê Tính về bà Sáu Bào, Phượng Ruồi và tập đoàn Kền Kền đã làm gì để cướp tài sản của Hồng Loan. Nghệ sĩ Lê Tính đã chia sẻ như sau. Một kế hoạch chiếm hữu không phải là đồng sở hữu đã được tính toán và được sắp đặt từ 2 năm về trước. Những buổi họp gia đình, những lần gặp gỡ với cố nghệ sĩ đều đã được sắp xếp dàn dựng tính toán qua những đoạn ghi âm và clip. Âm mưu chia rẽ Hồng Loan và những người thân cận, dùng thủ đoạn để biến chất người bên cạnh của cố nghệ sĩ với mục đích dễ dàng sai khiến và lợi dụng, chiêu mộ thêm nhiều đồng minh để cố nghệ sĩ bị cô lập và nằm trong sự kiểm soát của họ. Sự xuất hiện của tên Sạc Thành là nằm ngoài dự tính. Vì có những mâu thuẫn với cố nghệ sĩ nên đã nhiều năm cố nghệ sĩ đã tuyệt giao với con người này. Những câu chuyện trong suốt thời gian qua, hắn nói trên livestream và YouTube là hoàn toàn bịa đặt. Hắn kể về mối quan hệ của cố nghệ sĩ và anh Quốc Thanh là hoàn toàn giả dối. Biết hắn và cố nghệ sĩ trước kia có mối quan hệ thâm tình, một người đã liên lạc kêu hắn về Việt Nam để ở bên cạnh cố nghệ sĩ những ngày cuối đời. Và nếu cần, sẽ sẵn sàng mua vé máy bay cho hắn về. Vì theo họ, nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng đối với con người này, nghĩa tử không phải là nghĩa tận, mà dùng nghĩa tử để tận dụng thời cơ để trục lợi và để trả thù việc 10 cây vàng cố nghệ sĩ đã đòi hắn khi xưa. Mọi người hãy nhớ lại lời của cậu Sử đã nói trên Hoa Viên Bình Dương về mối quan hệ của cố nghệ sĩ với con người này, thì sẽ hiểu những gì Lê Tính nói là hoàn toàn chính xác và với sự xuất hiện của Sạc Thành thời điểm ấy. Bà Sáu Bào như hổ mọc thêm cánh, sự hội ngộ của tên này trong quân đoàn chiếm hữu đã củng cố thêm sức mạnh cho nữ ma đầu thêm tự tin sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Đội hình ngay lập tức đã được ấn định, đầu tiên là nội gián chính là Sạc Thành và Kim Nga, thứ hai là kiểm soát vòng ngoài, đó là chàng rể, Lô Hồng và thằng con nuôi biến chất sầu chậu, thứ ba là biệt đội tạo dựng bằng chứng công nghệ, đó là tiên ngựa tiên điên, thứ tư là người được phân công tiếp cận cố nghệ sĩ để lấy sổ đỏ, giấy chủ quyền, đất và hộ khẩu. Không ai khác, người được giao trọng trách này chính là bà Sáu Bào. Và thứ năm, tạo dựng tình huống lập di chúc hoặc là di ngôn, di nguyện, thì cái này đâu ai khác ngoài Phượng Ruồi đâu. Ngoài ra còn có một nhiệm vụ kép được giao cho những người trong nhóm này, đó là Sạc Thành sẽ theo dõi Kim Nga, chàng rể Lô Hồng sẽ theo dõi đứa con nuôi biến chất sô chậu đồng đội đó. Nhưng mà thật ra họ không có tin tưởng nhau đâu quý vị. Những kẻ gian thì lúc nào cũng nghĩ những người khác gian tà như họ. Bên cạnh đó thì Phượng Ve sẽ cố tình gây ly gián giữa Bình Tinh, Hồng Loan và Má Tư, vì họ sợ rằng với những gì mà Má Tư biết khi ở bên cạnh cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, những điều đó sẽ trở thành một đòn chí mạng bất cứ lúc nào dành cho bọn Kền Kền. Và rõ ràng với những gì đã xảy ra thì những lời kể, những lời nói của Má Tư luôn luôn là những đòn chí mạng khiến bọn Kền Kền người thì bò, kẻ thì lết. Quay trở lại với câu chuyện của nghệ sĩ Lê Tính, thì ở những ngày cuối đời của cố nghệ sĩ, ngoài nỗi đau thể xác dày vò vì bệnh trở nặng, tinh thần sa sút vì lo lắng buồn phiền do tâm bệnh, cố nghệ sĩ đã tận dụng những giây phút hiếm hoi để truyền đạt lại tâm nguyện của mình cho những người mà cố nghệ sĩ tin tưởng. Đại diện là câu chuyện với vợ chồng Bùm Bùm, và ở những ngày cuối đời khi đứng trên bờ sanh tử không may mắn như những người khác, cố nghệ sĩ phải sống trong sự đề phòng, sợ hãi, lo lắng buồn phiền, và đau buồn hơn là từng ngày từng giờ phải đối diện với những người thân thuộc thân nhưng từ lâu rồi họ đã không còn thuộc về anh. Những điều này vô tình đã giúp cho cố nghệ sĩ hiểu rõ hơn về những người mà anh đã từng yêu thương, và ý chí chọn người thừa kế xứng đáng trong anh càng thêm quyết liệt. Không xài Facebook, không biết livestream, không rành về công nghệ, nhưng cố nghệ sĩ vẫn biết xài điện thoại. Trăm mưu nghìn kế, nhưng kế dùng điện thoại của cố nghệ sĩ họ không thể nào suy nghĩ ra. Bằng cái điện thoại, cố nghệ sĩ đã tìm hiểu thông tin từ bên ngoài, được luật sư tư vấn qua sự kết nối với những người thân quen, và biết mình cần phải làm gì và không nên làm gì để bảo vệ an toàn cho người thân. Để đề phòng trường hợp xấu nhất, nếu như cố nghệ sĩ không có cơ hội gặp riêng Hồng Loan, thì sẽ có một người bí mật biết được mật mã két sắt do ông thay đổi và sẽ trao lại tất cả giấy tờ quan trọng cho Hồng Loan. Và người bí mật này chắc chắn sẽ là một người xa lạ, không liên quan gì tới gia đình của ông, có thể là một luật sư. Và đây cũng là di nguyện cuối cùng trong cuộc đời của ông đối với tâm nguyện được làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với một đứa con gái, một người đàn ông với những đứa cháu và với những tình thương mà cho đến cuối cùng ông mới nhận ra đâu là chân thật, đâu là giả dối. Nhưng trường hợp này không xảy ra vì chính tay cố nghệ sĩ đã trao lại tất cả giấy tờ cho Hồng Loan. Còn trao ở đâu và khi nào thì chỉ có Hồng Loan và cố nghệ sĩ mới biết. Vụ kiện hiện chưa xét xử, thắng thua chưa biết như thế nào. Với số tiền vàng,
hiện nay họ đang sở hữu, chúng ta chưa biết được chuyện gì xảy ra. Và với tôi, trong việc tranh giành hai chữ gia đình, Hồng Loan đã thắng một cách tuyệt đối, bởi vì những ngày cuối đời của cố nghệ sĩ, trong lòng ông hoàn toàn không có họ, những con cần cần thối tha. Hơn ai hết, họ biết rõ mối quan hệ cha con giữa Hồng Loan và cố nghệ sĩ. Việc anh Quốc Thanh ẵm Hồng Loan về theo lệnh của bà nội, tình thương của mọi người trong gia đình dành cho Hồng Loan, trừ họ ra. Về mặt pháp lý, Hồng Loan có khai sinh. Về quan hệ gia đình, Hồng Loan có tên trong hộ khẩu. Về dư luận, Hồng Loan được công khai nhiều lần trên báo chí. Nếu đánh một cách trực diện thì chắc chắn phần thất bại sẽ thuộc về họ. Cách tốt nhất là dùng mặt trận truyền thông để đánh tráo khái niệm, dựa vào sức ép của dư luận để Hồng Loan vì danh dự của cha ngoan ngoãn nghe theo lời của họ sẽ khiến. Họ nghĩ rằng khi cố nghệ sĩ còn sống, Hồng Loan thà chịu thiệt thôi, thà bị hiểu lầm, không bao giờ dám phản kháng. Thì giờ cố nghệ sĩ đã mất, không còn ai chống lưng, thì làm sao Hồng Loan dám chống lại? Trong ngoài, trên dưới, gần xa đều có người của họ. Họ hoàn toàn tự tin là sẽ thao túng được tất cả mọi chuyện sau khi cố nghệ sĩ qua đời. Món mồi ngon nhất trước mắt họ đó là việc phúng điếu. Lấy tư cách là gia đình, họ đã từ chối lời đề nghị của Bình Tinh, ca sĩ Lâm Hùng khi hai vị này đề nghị sẽ lo đám tang cho cố nghệ sĩ mà không cần phúng điếu. Khi nghe đến việc không cần phúng điếu thì mẹ con Phượng Rùi và Sáu Bào đã nổi điên lên và tự cho mình cái quyền quyết định mọi chuyện trong đám tang. Bởi mỡ đã nằm ngay trong miệng mèo rồi thì ngu gì mèo không ăn mà ngồi liếm mép. Chỉ còn cách nhận phúng điếu thì họ mới có quyền quản lý và chơi trò lập lờ đánh lẫn con đen, thu gọn chỉ lợi phẩm đầu tiên từ cái chết của cố nghệ sĩ. Và với hành động đó thì cũng đã đánh một cái dấu chấm hết cho tương lai của họ. Và người nhận hậu quả nặng nề nhất đó chính là Phượng Rùi. Hiện tại thì ca sĩ nhưng không thể nào mà đi diễn được nữa. Một ca sĩ vô đạo đức, kém ý thức thì hát ai mà nghe. Bà Lanh Chanh bất ngờ quay xe vạch mặt mẹ con Phượng Ve tại quán bún. Mới đây trên một hội nhóm có đăng một cuộc hội thoại được cho là của cô Lanh và một anh YouTuber. Cụ thể đoạn nói chuyện đó như sau: Alo, ren ren, ai vậy? YouTuber nè. Chanh hả bà? Ừ, sao 3 ngày nay bà không đến sạp ăn? Tao nghĩ rồi, rút lui khỏi drama rồi. Sao vậy? Nó ép tao quá. Ai ép? Con nổ chứ ai? Nó dụ tao, cho tao đứng tên sạp ăn. Giờ trật tự đô thị kiếm tao, bên vệ sinh an toàn kiếm tao, tùm lum bắt tao đi học ăn uống này nọ, phòng cháy chữa cháy, vân vân. Mai mốt ai ăn, ói bữa gì cũng lôi tao ra. Thôi tao nghĩ rồi, mày biết không? 2-3 giờ sáng thức dậy đi chợ nấu nướng xệ cái hán làm đủ thứ chuyện. Cha mẹ vợ chồng nó mặt trời lên đến đỉnh tầng sơn nhất. Lết sát lại ngồi chiểm chệ ăn phè râu. Đờ mờ tao làm CC đờ mờ luôn. Nó còn liếc hay. Vậy bà rút lui đúng không? Ừ, ở đó cho chết hay gì? Đờ mờ, mày thấy rồi đó. Kể từ ngày tao hùa theo đám đó, người ta coi tao như phần chó. Trên mạng chửi tao tàn nát, tao sợ quá rồi. Vậy hả? Ừ. Vậy bà rút lui khỏi drama thì tôi công bố cho bà bớt bị chửi nghe. Ừ, công bố đi. Vừa rồi chúng ta vừa nghe đoạn hội thoại của bà Lành bên phía Hồng Phượng. Không biết rằng những tin nhắn kia có thật là của cô Lành hay không, nhưng sự thật là mấy ngày nay cô Lành rất ít đến quán bún bò mà bà đã đứng tên cho Phượng Ve.